Hello everyone. Chào các bạn và các bạn học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn thi học hiệp 1 tiếng Anh lớp 5. Đây là một cái đề tham khảo dành cho các bạn, rất là sát chương trình học của chúng ta. Đầu tiên là phần listening, task 1, listen and remember, task 2, listen and teach, task 3, hết rồi, chỉ có hai task thôi, có hai bài thôi, là bài 1 và bài 2. Và hai cái bài này chúng ta sẽ cùng nghe trong một cái video nhé. Chúng ta cùng làm bài reading and writing. Rồi, bài 1, match the sentences, nối các câu với nhau. What's your address có nghĩa là gì? What's your address có nghĩa là địa chỉ của bạn ở đâu? Chúng ta sẽ nối một câu địa chỉ, đó là câu D. It's 81 Trần Hưng Đạo Street. Rồi, câu số 2, what's the village like? What's the village like có nghĩa là ngôi làng của bạn như thế nào? Chúng ta sẽ nói với câu C, nó nhỏ và yên tĩnh. Number 3, what do you do in the morning? What do you do in the morning? Bạn làm gì buổi sáng? I always do morning exercise. Number 4, how often do you have English? Bạn có thường xuyên học tiếng Anh hay không? Try the week. Rồi, bài số 2 là sắp xếp nè. I will be in the countryside. I will be in the countryside. Bạn này làm đúng rồi. I went to Phú Quốc Island. Tôi đã đi Phú Quốc, đảo Phú Quốc. I went to Phú Quốc Island. What will you do? What will you do tomorrow? Bài ngày mai bạn sẽ làm gì? Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ? Where did you go on holiday? Đúng hết rồi. Chúng ta xuống phải dưới cho người ta cho từ hot, Sunday, did, do. Chúng ta điền vô. When was Linda's birthday party? Sinh nhật lần trước của chúng ta khi nào? It was last Sunday. Đúng rồi. Đó là chủ nhật tuần trước. Did you go to the party? Yes, I did. Bạn đã đi với bữa tiệc phải không? Vâng, đúng thế. What did you do? What did you do at the party? Bạn đã làm gì bữa tiệc? First, we gave her a present. Đầu tiên, chúng tôi cho tặng quà cô ấy. Then, we played a lot of games. In the end, we had nice food and a drink. Cuối cùng thì chúng tôi đã ăn đồ ăn ngon. Rồi, bài số 4. Where will you be this weekend? Cuối tuần này bạn sẽ ở đâu? I will be on the beach. What did you do last night? Tối qua bạn đã làm cái gì? I did my homework. Quá khứ sẽ đến. Năm ngoái, tôi đi về nhà bằng taxi, nhớ xe bay, cộng phương tiện. Bài số 4 là bạn đã làm cái gì ở Vịnh Hạ Long? Tôi đã đi thuyền quanh đảo này. Làm cái gì? Các bạn nhớ xe what nhé. Đúng rồi. Bạn này sai. Bạn này đúng hết đúng không? Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5, cùng nhau giải đề thi học kỳ 1 tham khảo nha. Đề tiếp theo, đây là phần nghe, part 1, question 1, listen and number, nghe và đánh số nè. Rồi bữa nay chúng ta nghe question 2, listen and teach, nghe và teach, where was Tony going in the morning? Tức là Tony đã đi đâu? Vào buổi sáng nè. Where did you go last summer? Mùa hè năm ngoái bạn đã đi đâu? Đây là đâu đây? Đây là Malaysia. Đây là boat trip Hạ Long Bay. Đây là countryside. How many lessons do Quân have today? Quân học bao nhiêu bài học ngày hôm nay? Không. Rồi, bài số 4 nè. Nam thực hành nói tiếng Anh như thế nào? Thực hành tiếng Anh bằng cách nào? Xem TV, xem hoạt hình trên TV này, nói chuyện bạn này, đọc sách này. Bài số 3 là nghe và hoàn thành đây. What did you do? What did you see at the zoo? Tức là bạn đã nhìn thấy cái gì ở sở thú? Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cái con gì biết rồi này. What did the con gì đây? Làm gì khi bạn ở đó này? Rồi chúng ta cùng làm bài số 2. Bạc Chu, reading and writing. Rồi, Tom thích đọc truyện này, đọc sách này. Vào thứ chủ nhật ấy, vào chủ nhật thì anh ta thường ở nhà và đọc truyện tranh. Anh ta thích truyện giống như Conan đó. Đó là một câu chuyện của người Nhật Bản. Nhân vật chính là một cậu bé học sinh gọi là Jimmy Kudo. Kudo. Anh ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Anh ấy rất là giỏi công việc này. Jimmy Kudo thì
Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Anh ta thường giúp đỡ cảnh sát, anh ấy rất giỏi công việc này. Jimmy Kudo thì là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì anh ấy rất là thông minh và can đảm. Clever là thông minh và Bray là can đảm nhé các bạn. Rồi chúng ta đánh chu phôn, chu là đúng và phôn là sai. Tom thích đọc sách trong thời gian rảnh là đúng hay sai? Đúng. Câu này là đúng. Đúng. Chuyện này á, case closed là một câu chuyện của Malaysian, ở đây là Japanese. Vậy câu này sai. Rồi nhân vật chính là Jimmy Kudo, đúng rồi. Jimmy Kudo là một cảnh sát, sai rồi, nó là school boy này, học sinh, cậu học sinh. Rồi, Jimmy Kudo là rất là thông minh và can đảm, nó nằm ở dưới đây, vậy là đúng ha. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Chúng ta có từ friendly là thân thiện, science là môn khoa học, favorite là yêu thích, quick là tuần, school là trường học. Chúng ta điền vô. Hôm nay là Wednesday là thứ tư, trung học ở trường tiểu học Hùng Dương thì đây này. Ở đây sẽ là primary school. Từ school xài đây ha, xóa. Anh ấy học 4 môn: tiếng Việt, toán, tiếng Anh và môn khoa học, là môn học chúng ta điền khoa học vào hai cái. Trung có học tiếng Anh 4 lần một tuần, ở đây là tuần viết vào. Tuần 3 cái. Miss Hiền là giáo viên tiếng Anh của anh ấy. Cô ấy rất là tốt bụng và thân thiện. Thân thiện viết đây, friendly là thân thiện. Tiếng Anh là một trong những môn học yêu thích của Trung. Từ yêu thích, favorite là yêu thích viết đây. Bởi vì anh ta thích đọc truyện ngắn tiếng Anh và truyện tranh. Trung còn thích chat, nói chuyện online với bạn nước ngoài là Akiko, Tony, Linda và Peter. Rồi mời các bạn cùng làm bài bên dưới. Chúng ta tiếp tục nha, các bạn đã nghĩ ra chưa? Đây là con cá sấu của chúng ta là crocodile. Crocodile. Con công là peacock. Peacock, bạn này làm đúng nè. Cái này là tàu điện ngầm. Underground. Cái này là mountain. Rồi. Chúng ta xuống bài dưới là sắp xếp lại này. Bạn này viết xấu quá thì thôi. Câu số 1 viết đây nhé. Đó là cô ấy là chủ ngữ trong câu. Nhìn là động từ trong câu. Hai con panda. Con nằm phòng bút mẹ các cô. At the zoo. Câu số 2. Tôi học tiếng Anh 4 lần một tuần. Đó là I have English 4 times a week. Time có sờ này. Câu 3 là What are your favorite animal at the zoo? Con thú yêu thích của bạn sở thú là gì? Câu 4 là chúng tôi học tiếng Anh. We learn English because chúng tôi muốn nói chuyện với our có nè, foreign friend. Nói chuyện với những người bạn nước ngoài. Rồi, đây. Chép vô nhé. Rồi, bài dưới là bài nối hai cột với nhau. What does she often do in the morning? Cô ấy thường làm gì buổi sáng? Chúng ta sẽ nói với câu D là cô ấy thường tập thể dục buổi sáng. What did Nga do yesterday? Tức là ngày hôm qua Nga đã làm cái gì? Nói với câu E, đó là cô ấy đi rạp chiếu phim. Bởi vì yesterday là quá khứ, cho nên chúng ta phải xài động từ cột 2 ở quá khứ nè.
Where in Thailand is he from? Anh ấy đến từ đâu? Ở đất nước Thái Lan. In Bangkok nè. What will you do next Sunday? What will you do next Sunday? Có nghĩa là chủ nhật tới bạn sẽ làm cái gì? Tôi sẽ đi thăm đọc không nha. Did you go to Linda's birthday last night? Tức là tối hôm qua bạn đã đi tới tiệc sinh nhật của Linda phải không? Yes, I did nè. Rồi, chúng ta cùng nhau làm bài dưới nha. Rồi, xin chào, tôi là Thanh. Tôi sống ở một ngôi nhà ở địa chỉ 60 Trần Hưng Đạo Street. Ngày hôm qua là sinh nhật của tôi. Tôi đã tổ chức lần sinh nhật thứ 12 nhà của tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều quà từ bố mẹ và bạn bè. Chúng tôi đã có thời gian tuyệt vời vào tối hôm qua. Ở bữa tiệc thì chúng tôi đã hát những bài hát sinh nhật. Chúng tôi đã ăn bánh sinh nhật và chúng tôi đã nhảy múa cùng với nhau. Chúng tôi rất là vui. Tôi rất là vui. Bây giờ her name is Thanh. Rồi ở đây là gì? Là Thanh, đúng rồi. Vậy câu này là đúng ha. Rồi tiếp theo. Câu này tiếp theo nữa. Rồi, câu này là gì? Thanh sống trong một ngôi nhà ở địa chỉ 60 đường Trần Hưng Đạo. Câu này đúng này. Thanh tổ chức sinh nhật ở lớp học là sai. Ở nhà cô ấy. Câu này sai này. Rồi có nhiều bạn của cô ấy đã tặng quà cô ấy là đúng này. Cô ấy thích bữa tiệc rất nhiều là đúng này nha. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Bây giờ nè, I am from Vietnam. Đấy, câu này là quà. Quà của chúng ta là present. Present, món quà. Rồi cô ta sống trong một mái nhà tranh cottage. Cottage, nhà tranh, một túp lều chăn, hai trái tim vàng. Malaysia này. Malaysia. Cái này là I want to be a singer. I want to be a singer in the future. Tôi muốn trở thành một ca sĩ trong tương lai. Từ ca sĩ của chúng ta đó là singer này. Singer. Rồi xuống bài dưới điền này. My name is Tony. I am from Australia. I go to school in the morning. And I usually do my homework in the morning. Làm bài tập về nhà phải để do. Yesterday it was my birthday. There were a lot of friends. Quá khứ chúng ta phải were. They sang and danced at the party. I received many presents. My father gave me a dictionary. Gave cho tôi một quyển từ điển. Rồi cái đề của chúng ta đã hết rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những đề tiếp theo. Goodbye.